nách đầu họng hay không? Mình sang chương 5 là chương đại cương về kim loại ha. Hết chương này là mình sẽ kiểm tra cuối học kỳ 1 đó. Rồi bài đầu tiên là mình tìm hiểu về vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại. Thì bây giờ cô mở cái bảng tuần hoàn lên. Mấy bạn quan sát ha, cho cô biết là trong cái bảng tuần hoàn nè, kim loại mình nó ở vị trí nào. Thảo Nguyên đi, Thảo Nguyên. Alo Thảo Nguyên. Dạ tôi nghe cô. Trong bảng tuần hoàn nè, kim loại mình nằm ở những cái nhóm nào? Nhóm Bảng tuần hoàn mình có 8 nhóm A, phải không? 8 nhóm B. Đó, vậy thì với hai cái hỏi đây nè. Vậy thì nguyên tố kim loại của mình nằm ở những nhóm nào? Dạ nhóm 1. Nhóm 2. Ủa? Từ 1 tới tám luôn. 1 tới 8 luôn hả? 8 là gì rồi? 8 là khí hiếm rồi. Em hãy 1 2 của nhóm 1A hay A với lại nhóm 3 tới 8 của B. Hình như là trên cái bảng là nó có ghi luôn á. Nó có ghi tới đâu là không phải có kim loại luôn theo cái hình bậc thang. Cái hình xác nè. Vậy thì nó lại gọi hay đợi cô em lại vô cái. Rồi vậy là 1A hay A phải không? Rồi nguyên cái nhóm B, các nguyên tố nhóm B rồi gì nữa? Phúc bên đây thì sao? Dạ nhóm 3A. Nhóm 3 thì là trừ bo ra phải không? Đó là mình nhôm nó xuống nè. Rồi nhóm 4 thì bỏ các bo silic ra. Tức là một số ha, một số nguyên tố nhóm 3A, một số nhóm 4. Rồi nhóm 5, phải không? Nhóm 6 luôn. Chỉ có nhóm 7, nhóm 7 là toàn là phi kim. Nhóm 8 là khí hiếm. Rồi. Cái nhóm 1 thì mình bỏ hydro ra nha. Rồi vậy là nhóm A là có 1A, 2A kéo tới 6A luôn. Mà trừ một số cái phi kim ra ha. Rồi toàn bộ nhóm B. Rồi với lại cái họ, hai cái họ là họ lanh tan và họ actinic cũng là kim loại luôn. Vậy thì mình nhớ bản tuần hoàn mình thấy những cái nguyên tố kim loại nó như thế nào về số lượng nè, như thế nào so với cái nguyên tố phi kim, phi hiếm. Rồi nhận xét cho cô thấy. Dạ cô là ở đông lắm cô. Ở đông ha, nó như là áp đảo luôn. Áp đảo phi kim phi hiếm luôn, nhìn những cái bản tuần hoàn toàn kim loại không à. Hình như là gần 90 lần rồi không cô? Đúng rồi. Rồi. Nè. Các nguyên tố được. Cô gửi bài cái ơi cô. Ai hả? Dạ. Này quên gửi trước nữa. Rồi để cô chuyển qua cho. Rồi tốt tốt xem cái nghe. Qua bên nhân lo cô gửi cho. Vị trí cấu tạo đây. Trong 110 nguyên tố hóa học đã biết, nghĩa là cái thời điểm mà mình tìm được 110 nguyên tố á thì có 90 nguyên tố là kim loại, và bây giờ thì đã tìm được nhiều hơn rồi. Thì kim loại nó sẽ có mặt ở những cái nhóm như nãy giờ mình kể nè nha. Nhóm 1A thì trừ hydro, nguyên nhóm 2A, nhóm 3 thì trừ bo một phần các nhóm 4, 5, 6A, các nhóm B họ lan tan, họ actinic nha. Và đó là vị trí. Rồi phần cấu tạo của kim loại thì khi mình viết cái cấu hình electron của các cái nguyên tử kim loại ra đó thì hầu hết mình thấy là ở electron ở lớp ngoài cùng nó có ít, thường là 1, 2 hoặc là 3. Ví dụ natri nè, natri thì mấy electron ngoài cùng đây bạn thơ nó đi thơ
Nên chỉ là mấy em đứng ngoài cổ. Dạ. Nadri, mấy em đứng trong ở lớp ngoài cùng. Cô ơi. Cô nghe. Đó. Cô giảng lại đó giùm con được không cô? Sao sao Thái? Cô giảng lại mấy cái lớp E rồi E ngoài cùng nữa quên hết rồi. Quên chưa hả? Ôi, rồi biết cấu hình của Nadri ra nè, vậy thì mình thấy là lớp ngoài cùng này nó có mấy lớp, nhìn vô cấu hình là có mấy lớp em ở trong. Ba lớp. Ờ, ba lớp, vậy là ba lớp em ở trong, rồi vậy thì lớp ngoài cùng là lớp thứ mấy? Thứ ba. Ở lớp thứ ba, vậy thì lớp thứ ba có bao nhiêu e? Một e. Ờ, một e, Nadri có một e lớp ngoài cùng thôi, nhớ một a nè. Ờ, còn Chu Kỳ. Chu kỳ thì là số lớp á, nên có ba lớp thì chu kỳ ba. Ôm nhớ giống một a nè, một e lớp ngoài cùng. Rồi tương tự ba d. Thôi nói luôn đi thôi. Là ba lớp. Ba lớp. Lớp ngoài cùng có hai. Ờ, lớp ngoài cùng có hai. Ôm rồi nhôm. Nhôm là ba lớp, lớp ngoài cùng có một e. Lớp ngoài cùng em, lớp ngoài cùng. Ở lớp ngoài cùng là cấp 3 e. Lớp ngoài cùng có 3 e, lớp ngoài cùng ha. Nên là phân lớp ngoài cùng. Rồi, nên là các nguyên tử kim loại là sẽ có ít e lớp ngoài cùng đó, như 1, 2, 1, 3 thôi. Rồi, còn trong một cái chu kỳ, hơn nguyên tử của các nguyên tử kim loại có bán kính lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với phi kim. Ví dụ cô lấy cái chu kỳ là chu kỳ 2 đi, nè, đi từ trái sang phải nè. Đó, thì em thấy bán kính của nó là nó giảm dần. Cái bán kính của nguyên tử kim loại thì nó lớn hơn so với bán kính của phi kim cùng một cái chu kỳ. Thành ra là cái khả năng nó sẽ dẫn tới cái tính chất hóa học của nó là nó dễ nhường em nó trong đi đó nha. Rồi sang phần cấu tạo tinh thể thì em biết là hầu hết kim loại ở điều kiện thường là ở dưới dạng tinh thể, như trừ thủy ngân thôi, thủy ngân này nó dạng lỏng đúng không? Rồi trong tinh thể kim loại thì nguyên tử và ion kim loại nó sẽ nằm ở những cái nút mạng tinh thể và các cái electron hóa trị nó liên kết yếu với hạt nhân nên nó sẽ dễ dàng tách ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do. Rồi bạn học dùm cô ba cái kiểu mạng tinh thể của kim loại ha, học cái này nghe, cái này trắc nghiệm, trắc nghiệm đôi khi hỏi nha. Ví dụ như hỏi là các kim loại nào sau đây có cấu tạo tinh thể là mạng tinh thể lục phương. Người ta kể ra đóng cái kim loại á, chọn cho đúng nha. Thì mạng tinh thể lục phương nè là các cái nguyên tử và ion kim loại sẽ chiếm khoảng 74%, còn lại 26% là các khe rỗng. Phục này có này là nhóm nhóm hai phải không? Beri với lại magie là nhóm 2A nè, kẽm là nhóm 2B. Đó là lục phương. Rồi lập phương tâm diện. Lập phương tâm diện là các cái nguyên tử hoặc là ion kim loại nó sẽ nằm trên các đỉnh. Các đỉnh và tâm của các mặt của hình lập phương là ở trên đỉnh và tâm luôn, tâm của các cái mặt của hình lập phương nha. Rồi trong tinh thể thì thể tích của các nguyên tử và ion cũng chiếm khoảng 74%, nguyên tương tự trên đây nè ha. 26% là khe rỗng. Thuộc loại này là các nguyên tố, các nguyên tố kim loại như là đồng, bạc, vàng, là nhôm. Đây là lập phương tâm diện ha. Rồi còn lập phương tâm khối, em so sánh cái tâm diện với tâm khối để em phân biệt ha. Tâm khối là các nguyên tử và ion dương kim loại nằm trên các đỉnh và tâm. Các cái đỉnh và tâm của hình lập phương chứ không có các cái mặt. Không, ở trên đây là các cái đỉnh và tâm của các cái mặt hình lập phương, còn cái là đỉnh và tâm của hình lập phương thôi, tức là ở cái mặt nó không có nè. Ví dụ thì đây đây nó có ở cái mặt, tâm của mặt nó có nè, nhưng mà ở đây tâm của mặt nó không có, chỉ là tâm và đỉnh của hình lập phương thôi ha. Phân biệt hai đoạn này. Rồi cái lập phương tâm khối thì thể tích của các ion nguyên tử và ion kim loại chiếm cái thể tích nó hơi ít hơn, hơi hơn một xíu so với lục phương và lập phương tâm diện. Rồi thuộc loại này thì có các cái kim loại kiềm nè, phải không? Cái này là nhóm kiềm nè, titi, natri, kali là nhóm 1 nè, vanadi là nước đen. Cái phần này mấy bạn nắm thuộc cái là cái nguyên tố đó thì nó có cái kiểu mạng tinh thể là như vậy ha, để mình chọn trắc nghiệm nha.
Rồi, con này nói sơ qua đây thôi. Rồi, liên kết kim loại. Liên kết kim loại là liên kết giữa các cái nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể. Do sự tham gia của electron trong tự do thì là liên kết kim loại. Rồi mình sang tính chất của kim loại và cái giải điện hóa ha. Tính chất thì nó có hai tính chất là tính vật lý và tính hóa học. Còn tính vật lý thì mình đi sơ qua phần tính vật lý ha. Nó có các tính chất vật lý, đầu tiên là tính dẻo. Em thấy em ví dụ như em dùng búa em đập một cái vàng còn lấy nhôm đi ha, đập ra nó không có vỡ vụn ra mà nó chỉ là mỏng ra thôi. Nó có tính dẻo. Rồi, nó dễ rèn, dễ dán mỏng và kéo sợi. Trong đó vàng là kim loại có tính dẻo cao, cho nên là hỏi là trong các kim loại nào có tính dẻo cao nhất thì mình chọn vàng cô ha. Rồi, giải thích cái tính dẻo của kim loại là các ion dương, các ion dương trong mạng tinh thể nó có thể trượt lên nhau. Trượt lên nhau dễ dàng mà không tách ra khỏi nhau nhờ các electron tự do kết dính chúng lại với nhau nè. Khi em tác động ra bên ngoài thì nó là bị biến dạng như thế này nè, nhưng mà các cái electron tự lõi cái ion dương nè nó vẫn còn kết dính với nhau nhờ các cái electron, cho nên là nó chỉ mỏng ra thôi chứ nó không có bị vỡ vụn ra, nó không có bị đứt liên kết ra. Rồi tính tính dẫn điện, nghĩa là khi mà em đặt một cái hiệu điện thế vào hai dây đầu dây của kim loại thì các electron tự do vì nó mang điện mà nó sẽ chuyển động thành một cái dòng có hướng từ cực âm đến cực dương rồi tạo thành cái dòng điện. Phần này mấy bạn học dùm cô cái độ dẫn điện của các cái kim loại dùm hen, tốt nhất là bạc nè, rồi sau đó là đến đồng, vàng, nhôm, sắt hen. Rồi đây là thứ tự dẫn điện. Cô hỏi nè, ứng dụng của cái tính dẫn điện của kim loại là mình làm gì vậy ta Nguyên? Có ứng dụng của cái tính dẫn điện kim loại là mình ứng dụng vào việc gì? Ứng dụng kim loại và ứng dụng của phần tính dẫn truyền điện làm gì? Truyền điện hả cô? Làm dây dẫn điện. Làm dây dẫn điện. Rồi vậy thì mình thấy tính dẫn điện của bạn là tốt nhất nè, nhưng mà thường mình thấy dây điện của mình đó làm bằng gì vậy? Dây điện hay sao? Dạ, dây đồng. Đồng đúng không? Rồi thì tại sao dùng đồng mà không dùng bạc à? Tại bạc nó mát. Bạc nó mát phải không? Là gì nữa? Tính dẫn điện của đồng tốt hơn. Bạc tốt nhất mà. Bạc là lớn nhất rồi. Bạc là dẫn điện tốt nhất rồi sao nó mới tới đồng? Thôi tại sao không dùng bạc tính tốt nhất mà dùng đồng? Bạn nói là nó. Nó mát cô. Nó mát hơn đúng không? Rồi. Không có tiền mua. Không có tiền mua. Đồng dễ kiếm thôi cô. Đồng cũng dễ kiếm hơn. Rồi. Thật ra là nếu nó mắc thì nó phải khó kiếm thì nó đi chung nhau rồi ha. Rồi, một cái nữa, còn em thấy dây dẫn điện ở những cái dây dẫn điện trong nhà thì mình dùng đồng phải không? Còn ví dụ như dây dẫn điện ở những cái trạm cao thế người ta có dùng đồng không? Người ta thường dùng gì? Điện cao thế, điện mấy cái trụ điện rồi đó. Chì vậy cô? Chì, hoặc có là chuyện. Gì nữa? Sắt. Sắt hả? Có sắt nữa hả? Ai dẫn điện bằng sắt? Ủa vậy mấy cái tủ cô? Nhôm. Đó, bằng sắt đâu. Dây nhôm. Ủa vậy hả? Dây nhôm. Vậy thì hỏi nè. Sắt là nặng lắm luôn á. Tại sao không dùng đồng mà dùng nhôm? Đó. Nhôm chống rỉ. Chống rỉ. Rồi. Thì em biết là ở những cái trạm cao thế thì cái không? Cái áp lực của những cái trụ mà để chống những cái dây dẫn điện đó nó phải sao? Nhiều. Mà em biết là cái khối lượng riêng của đồng với nhôm á nào nặng hơn? Nhôm. Nhôm với đồng khối lượng riêng của đồng nặng hơn, đồng nặng hơn. Đồng nặng hơn, không? Khối lượng riêng của đồng nó lớn hơn nhôm, thành ra là trong gia đình, hội gia đình thì mình dùng đồng được, tại vì khi đó là dây mình nhỏ nhỏ không có nhiều, nhưng mà đối với những cái trụ điện, những cái trạm cao thế
thì mình sẽ phải dùng nhôm ha, để hạn chế cái sức nặng của dây điện á, giảm áp lực cho mấy cái trụ điện ha. Rồi. Nhiệt độ của kim loại càng cao thì tính dẫn điện càng giảm, là do ở nhiệt độ cao các ion nó dao động mạnh hơn, làm cản trở dòng của electron. Thì phần này nắm dùng cái mức độ dẫn điện của các kim loại. Rồi, tính dẫn nhiệt. Cái tính dẫn nhiệt của các kim loại cũng giải thích bằng sự có mặt electron trong mạng tinh thể. Phần này, các kim loại dẫn điện tốt thì dẫn nhiệt cũng tốt ha, nghĩa là cái thứ tự dẫn nhiệt nó cũng tương tự như thứ tự dẫn điện luôn. Ứng dụng của dẫn nhiệt là làm gì ta? Hả? Thế bạn? Ứng dụng của thứ dẫn nhiệt là mình dùng làm gì vậy? Dạ, ví dụ như mình làm bình thủy. Bình gì? Bình thủy nấu nước đó rồi. Bình thủy mà nấu nước gì? Cái ấm nấu nước. Bình thủy là chứa nước. Cái ấm nấu nước, ấm vô rồi đúng không? Rồi. Ánh kim. Các electron tự do nó phản xạ hầu hết với những nhìn thấy được, cho nên là nó có vẻ sáng lấp lánh. Ánh kim. Ứng dụng là gì ta? Phước Anh. Ứng dụng của tính ánh kim là làm gì? Còn chưa biết nữa cô ơi, sao nghe nó lạ quá vậy? Thấy vàng không? Thấy vàng nó lấp lánh không? Ứng dụng làm gì? À, làm đồ trang sức thôi con. Làm đồ trang sức thì nó lấp lánh đẹp, thì làm trang sức thôi. Rồi. Tóm lại, những cái tính chất vật lý chung này nè là do các sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. Cái này nó cũng hay hỏi lý thuyết lắm nghe. Hỏi là các tính chất vật lý chung là do gì gây ra, do nguyên nhân nào gây ra, thì mình nói là do sự có mặt của các electron tự do ha. Rồi ngoài những cái tính chất vật lý chung đó thì các kim loại nó sẽ có những tính chất vật lý riêng, ví dụ như khối lượng riêng của mỗi khác nhau nè, hoặc là nhiệt độ nóng chảy, hoặc là tính cứng. Rồi học dùng cô mấy cái này luôn dùm nè. Nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Wolfram, thấp nhất là thủy ngân. Rồi cứng nhất là crom, mềm nhất là kiềm nè, kali, rubidi, cesi. Rồi khối lượng riêng lớn nhất là oxymi, nhỏ nhất là liti. Rồi học nha, thấy mà qua các năm mấy cái đề khi có hỏi nha, hỏi kim loại nào có nhiệt độ nóng chảy cao nhất ABCD, ôn câu gì mà cũng chọn sai hữu lắm nha. Rồi cái phần tính chất vật lý của nó sơ ha. Rồi nắm dùm những tính chất vật lý chung và một số cái tính chất vật lý riêng. Phần tính chất vật lý riêng thì nắm những cái kim loại thấp nhất và cao nhất của mỗi cái loại ha, của nhiệt độ nóng chảy, độ cứng, khối lượng riêng làm. Rồi mình xem phần tính chất hóa học thì mình thấy là nguyên tử của các nguyên tố kim loại bán kính lớn lớn so với phi kim, số e trong quá trị thì ít, lực liên kết hạt nhân của e trong này yếu nên nó sẽ dễ tách ra khỏi nguyên tử, như là vì bán kính lớn nên nó sẽ có cái xu hướng này nó nhường e, nó sẽ dễ hơn. Thành ra tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử. Của ví dụ kim loại của đặc chung là m thì khi tham gia phản ứng nó sẽ có xu hướng là nó cho đi n electron để hình thành cation là MN cộng. Ví dụ như magie đi, magie thì cái ion nó là ion gì? Phốt. Là sao cô? Cộng hay trừ hả cô? Ion biết là ion dương là dùng hỏi là n mình là bao nhiêu, ý là magie thì ion là magie mấy cộng? Hai. Vừa hai cộng là nhôm. Okay. Nhôm thì ion là Al mấy cộng? 3 cộng. 3 cộng, vậy làm sao biết 2, làm sao biết 3 vậy? Dựa vô gì? Gọi là gì quên rồi, mấy cái mà chữ số là mẹ nó thiên dụ. Hóa trị. Hóa trị. Quá rồi cô. Quá trị. Bạn nói quá trị mà là số tự nhớ của nó dựa ở giống 1. Rồi thì ion của nó sẽ là ion 1 cộng, đúng không? Giống 2 thì 2 cộng, 3 thì 3 cộng. Rồi. Rồi tính chất hóa học là đầu tiên là tác dụng với phi kim nè, này học rồi phải không? Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối. Đầu tiên là tác dụng với clo, hầu hết kim loại đều tác dụng với clo tạo ra muối cloro. Ví dụ như cô cho sắt tác dụng với khí clo thì nó ra muối sắt 3, hay nhớ là muối sắt 3 hay không muối sắt 2 nha. Biết tại sao nó muối sắt 3 mà không ra muối sắt 2 không? Thảo Nguyên.
Đúng Nhưng tại sao sắt tác dụng với khí clo nó nên là muối sắt 3 mà không ra muối sắt 2? rồi. Sắt 3 nó sao so với Cô rồi sắt cô ví dụ như bây giờ cô cho Fe tác dụng với lưu huỳnh thì nó ra là muối sắt mấy? Fe mà tác dụng với lưu nó huỳnh còn sắt 2. hai đó, vậy tại sao có sự khác nhau đó? Vậy thì clo với lưu huỳnh nó khác nhau chỗ nào mà dẫn tới cái sản phẩm của mình cái thì muối sắt 3, cái thì muối sắt 2? Nè, huỳnh và clo đều là phi kim đúng không? Cái tính phi kim của nó có như nhau không, hay là cái nào cái tính phi kim nó mạnh hơn nào? Clo mạnh hơn. Rồi, cái tính phi kim của clo nó mạnh hơn lưu huỳnh cho nên là nó sẽ oxy hóa sắt lên mức cao nhất, cao hơn so với lưu huỳnh. Dạ. Rồi, tác dụng với oxy, tác dụng với oxy thì tạo ra oxit kim loại ha. Rồi nhôm tác dụng với oxy tạo ra nhôm oxit. Hỏi mấy này học rõ chưa rồi ha? Tính thử nè, nhôm từ 0 tăng lên cộng 3, nãy em từ 0 tăng lên cộng 3. Rồi tác dụng với nè, tác dụng với lưu huỳnh nè. Fe tác dụng với lưu huỳnh tạo ra FeO. Rồi thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh tạo thành thủy ngân hai sinh phô. Phản ứng thì cần đun nóng ha, nhưng mà trường hợp thủy ngân bình thường. Ứng dụng của phản ứng này là làm gì lớp? Cái phản ứng mà thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh này là ứng dụng làm gì biết không? Hả? Dạ. Ứng dụng của cái phản ứng thủy ngân tác dụng lưu huỳnh này là ứng dụng để làm gì biết không? Dạ không. Không, bạn nào ý? Rồi nha. Thủy ngân hả cô? Không. Để làm gì vậy? Một trong những cách nhanh nhất để Để làm gì? ngủm Hả? Làm gì? uống thủy ngân cô, nhưng mà nghiêm túc mà nói thì thủy ngân để làm cho đo nhiệt kế với mấy đo nhiệt độ phòng gì đó. Rồi thì biết ứng dụng Đâu đó có rồi. thủy ngân đâu Rồi thì rủ như là đúng bữa không? nó bù dù tay rớt xuống rồi sao? Thì ngủm chết luôn. Trên lô thủy ngân nó đổ xuống phải không? Mà mình biết thủy ngân là ở trạng thái lỏng, ví dụ như một cái chất rắn thì em dễ thu nó đúng không, dễ thu gom nó đi. Thủy ngân nó lỏng rồi nó chảy đàng lan đúng không, làm sao gom? Vậy thì mình sẽ làm sao? Sao nó em hút Sao cô? Làm sao để khuôn nó vô lại hả làm sao cô? để thu cái thủy ngân nó dụ như lỡ thì mình rớt gì Chắc cho xuống. là đổ qua xíu xuống hả ta? Trời, đổ cái gì? Đổ cái gì? Tại thủy Một ngân là kim luôn loại, à. bỏ xíu xuống vô đó trung hòa muối. Thủy ngân tác dụng với axit thiệt luôn vậy hả? Bỏ khoan khoan. Đổi một luôn quạnh. Để cô hỏi cái phản Thôi ứng đúng này. rồi. Rắc cái bộ lưu huỳnh lên, phải không? Để hai đứa nó phản ứng với nhau tạo thành cái thủy ngân hai sinh phô. Chất này là chất gì? Cái sản phẩm mình là chất gì? Sản phẩm khí. H2H2GS đó. Là chất ở thế nào đó? À là nó bay lên trời. Bay lên. Được rồi. HGS là chất gì? Nó là Ủa, chất muối. rắn. Là muối, là chất rắn, cái tủa. Thành ra là mình sẽ cái Là này cho nó đi. giờ mình mua gì có thủy ngân mình phải đi đi mua lưu huỳnh thêm nữa. Nghĩa là mình dùng lưu huỳnh để mình thu thủy ngân không bị rớt xuống, bị đổ xuống á. Vì cái này chất này là dạng rắn nè, nghĩa là từ dạng lỏng em cho lưu huỳnh em rắc lên nó phải ứng thành chất rắn, thì chất rắn nó dễ gom hơn, em dễ thu dọn hơn, cái phần của nó không có độc như là thủy ngân. Cho nên là ứng dụng phần này là để mình thu thủy ngân khi mà mình lỡ làm rớt nhiệt kế rồi nha. Rồi tác dụng với axit, phần này quan trọng nha. Kim loại tác dụng với axit HCl24 loãng, mình gọi là axit loại 1 đó lúc nha. Axit loại 1 là nó khi phản ứng nó sẽ tạo ra là muối, phải không? Muối clorua hoặc là muối sunfat và giải phóng khí khí hydro ha. Ví dụ như sắt vô HCl hoặc là sắt vô hydro 4 nè. Rồi cô hỏi là vậy thì điều kiện để kim loại tác dụng với axit loại 1 là gì? Quốc Nguyên. Áp dụng với axit loại 1 thì nickel sao kim loại nó phải làm sao? độ
điều kiện gì không? Cái nhiệt độ. Nhiệt độ. Không, ví dụ như cho sát vô HCL thì nó còn đun nóng, cũng phải đun nóng thì nó vẫn sẽ ra nhanh hơn thôi. Còn còn ví dụ mình không đun nóng nó cũng sẽ ra mà. Nó chậm hơn chút xíu thôi. H cộng. H cộng. Cô hỏi cái kim loại cái gì như cô cho đồng vô H2O4 nó có tác dụng không? Có. Đồng, hai muốn loãng nghe, nó sẽ loãng á. Đồng với anh lỏng đâu có tác dụng. Đúng rồi. Rồi ví dụ như cô cho bạc vô HCL. Bạc với HCL có AngCl. Còn H2 hả? Hả? Ồ, nó đâu, không nó đâu. Không. Hình như đứng trước khắc mới được. Đúng rồi, điều kiện để kim loại mà tác dụng axit loại 1 á, để giải phóng hydro á, là kim loại phải đứng trước hydro trong dạng hoạt động hóa học. Rồi đó là axit loại 1. Còn HNO3 và H24 đặc là axit loại 2. Có nghĩa là khi tác dụng với axit này này nó không có giải phóng khí hydro, nghĩa là cái phần oxy hóa cự nó không có nằm ở chỗ H cộng. Nó nằm ở chỗ N cộng 5 này, đó, hoặc là S cộng 6. Thì khi đó cái mức độ hoạt phản ứng với lại hai axit này nó rộng hơn, có nghĩa là kim loại của mình đó chỉ trừ có platin và Au vàng á là nó không phản ứng được thôi, còn tất cả các kim loại còn lại nó sẽ phản ứng được với HNO3 và H2O4 đặc. NO3 là cộng 5 thì khi phản ứng nó sẽ giải phóng cái sản phẩm số oxy hóa thấp hơn. Còn nó có là NO2 này, NO, NO2O, N2 này, H4, NO3, đây là những sản phẩm tử có thể có nè. Rồi còn cái ớt cộng 6 trong H2O4 mình nó giảm xuống NO2, O, H2S là ớt. Cô đã cho bạn hai ví dụ là đồng vô HNO3 loãng nè, tạo không khí NO, hoặc là CO vô hai muối đặc sẽ tạo ra muối sinh phá khí NO2 và nước. Vậy cái phần sản phẩm khử các bạn biết là khi nào giải phóng sản phẩm khử nào không? Chỗ này nè, tức là kim loại M mình là kim loại nào thì sản phẩm khử là sản phẩm khử nào nhớ không? Còn khi H3 là axit đặc. Thì sản phẩm khử của mình là khí thế văn đó, là thế văn. Khi HNO3 của mình là axit đặc đó thì sản phẩm khử là khí nào, sản phẩm nào trong bốn sản phẩm này? Em nhớ là nó là NO. Nó nói là thế văn, em rõ thế văn. Là NO2 hả? Rồi NO2, đúng rồi, khi NO2 khí bằng nâu đỏ. Rồi, còn khi axit loãng đó, axit loãng thì nó có thể có những sản phẩm khử còn lại nè, NO, NO2O, N2, N4, NO3 tùy vào cái độ, cái mức độ của kim loại mạnh hay yếu mà sản phẩm khử nó khác nhau. Ví dụ những kim loại có tính khử yếu như đồng nè, hoặc là bạc hoặc là trung bình, ví dụ như sắt đi thì sản phẩm khử nó thường sẽ là khí NO. Rồi còn ví dụ những kim loại có tính khử mà mạnh hơn xíu, ví dụ như mạnh á, ví dụ như magie, nhôm. Magie, nhôm đó thì sản phẩm khử nó có thể là N2 nè, N2, N2O, N2O4, N2O3. O nguồn kẽm đó, kẽm thì có thể là N2O hoặc là N2 gì đó, thấy không? Cô cô. Cô nghe không? Cô nói lại, cô chưa kịp nghe, nó chưa kịp hiểu nữa. Có nghĩa là nếu như HNO3 của mình là axit đặc đó, thì cái sản phẩm khử của mình là khí NO2. Được. Rồi nếu HNO3 là axit loãng đó, thì tùy vào cái kim loại M của mình mà sản phẩm khử nó khác nhau. Ví dụ như nếu kim loại của mình cộng, nếu kim loại của mình là nếu kim loại là những kim loại tính khử yếu như đồng nè, bạc nè, hay trung bình ví dụ như sắt đó, thì cái sản phẩm khử của mình nó thường là khí NO, đúng không? Còn những kim loại có tính khử mạnh ví dụ như magie nè, nhôm, mai áo giáp nè, cái này nè, thì sản phẩm khử của mình nó có thể là N2O, N2 là NH4, NO3. Đó.
còn những cái trường hợp mà ví dụ như sản phẩm thử mà có thể một trong ba vậy nè, thì đề sẽ cho, như đề sẽ nói là cho m gam mag tác dụng với NO3 loãng thu được bao nhiêu lít NO gì đó, xin lỗi, N2O hay là N2 gì đó, thì đề sẽ cho. Còn ví dụ những cái ví dụ như axit đặc là NO2 là mình phải biết nè, đúng không? Rồi CO, AgFe mà vô HNO3 loãng với phóng NO này mình biết nè. Còn những cái có thể một trong ba hoặc là hai trong ba gì đó thì đề sẽ cho để mình biết nha. Phần magie sao không? Mình nhớ nó có cái gì, cái màu của cái sản phẩm khử á, là cái nào cơ? À, NO2 là màu nâu đỏ. Ồ, NO là không màu nhưng mà bị hóa nâu trong không khí. Tôi nghĩ là bản chất của NO là không có màu, không màu, nhưng mà khi mà NO mình tạo ra đó, gặp khí oxy trong không khí nó sẽ phản ứng ở ngay điều kiện thường luôn, thành khí NO2. Và cho nên cái NO thường thường là thí dụ như người ta không cho cụ thể là khí NO, người ta nói là giải phóng một cái khí ít. Ở khí ít đó là không màu nhưng mà hóa nâu trong không khí. Rồi thì em phải khẳng định được khí ít đó là NO. NO2 thì là không màu. Ủa xin lỗi, NO2 là màu nâu đỏ. NO là không màu, hóa nâu trong không khí. Hai khí này thì không màu hết. Còn NH4NO3 là cái sản phẩm khử mà ở dạng muối, không ở dạng khí. Cho nên là cũng có khi người ta nói là cho kim loại M tác dụng với HNO3 loãng, HNO3 loãng ha, không thu được khí, có nghĩa là sản phẩm không thu được chất khí. Không thu được chất khí có nghĩa là ý người ta là sản phẩm khử là NH4NO3 đó, tại vì nó tạo muối nè, muối nitrat của kim loại, rồi muối này, rồi nước, thì nó đâu có khí đâu nha, nên sẽ không cử là cái này. Đây là sẽ không cử, không phải ở thể khí, nên nó ở diện muối trong dung dịch đó. Rồi hen. Này, họ có bài tập, lấy qua bài tập cô sẽ hướng dẫn làm bài tập hiện này, và đại khái bạn nắm giùm cô cái phản ứng vậy đó. Rồi tương tự như vậy, nếu là H2 bốn đặc thì sản phẩm thử nó có thể có là O2, còn H2O hoặc là lưu huỳnh, muối sinh phá, sản phẩm thử và nước. Rồi phần này chú ý dùng con là HNO3, H2O4 đặc nguội, HNO3 đặc nguội, H2O4 đặc nguội nha. Đặc nguội là không phản ứng được với Fe nhôm cron, bị thụ động hóa. Mấy lần khi cho em cho ba kim loại này vô HNO3 đặc nguội, H2O4 đặc nguội, nó sẽ nhanh chóng tạo ra cái màng oxit bảo vệ kim loại, không cho kim loại phản ứng được với hai cái này. Thành ra nó là nó không phản ứng. Rồi tác dụng với nước. Tác dụng với nước thì các kim loại ở nhóm 1A và 2A của bảng tuần hoàn trừ beri và magie có tính khử mạnh, khử được nước, hydro. Các kim loại có tính khử yếu hơn thì chỉ khử được nước ở nhiệt độ cao hoặc là không khử được nước luôn. Nhưng mà thường á, thường mình thì mình làm những kim loại phản ứng nhiệt độ thường, mà có nghĩa là nhóm một là liti, nguyên nhóm một luôn, liti, natri, kali, rubidi, cesi. Nhóm hai thì trừ beri và magie, tức là bắt đầu từ canxi á, canxi, trongti, bari, những cái đó là tác dụng được với nước á, ha, ở điều kiện thường luôn. Rồi còn tác dụng với dung dịch muối thì cái này em học lớp dưới biết rồi, không lớp chín cũng có dạy nè. Có nghĩa là kim loại mạnh hơn sẽ đẩy kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối. Ví dụ như em cho sắt tác dụng với dung dịch CO4 này, thì em biết là trong cái giải hoạt động hóa học của mình nè, sắt đứng trước đồng, cho nên là sắt sẽ đẩy đồng ra khỏi muối, tạo thành muối sắt và kim loại đồng. Thì cái này phải học cái giải hoạt động hóa học để coi là kim loại nào đứng trước, kim loại đứng sau. Thì nguyên tắc là kim loại đứng trước sẽ đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối. Rồi đâu viết vậy thì cái này viết qua phương trình dạng ion chứ sao ta? Bạn nào viết dùm cô ơi. Là thằng ai ta? Phước Anh. Viết dùm với Phước Anh. Cái nào cô? À dạ là của hoàng tử. Là Fe2+. Fe2+. Rồi. Cộng với lại CU0. CU đúng không? CU0 là CU nè. Rồi như là mình viết dưới dạng ion như nó gọn. Rồi đâu viết phản ứng với phương trình dạng phân tử giùm cô coi bạn Phúc.
logo viết sản phẩm em a z n 2 cộng cộng n o 3 trừ cộng a g viết sản phẩm như trên đây nè, viết muối cái muối gì nói cho cô z n n o 3 tất cả 2 lần cộng a g cân bằng là 1 1 2 1 2 rồi. À, kẽm đứng trước bạc đúng không? Kẽm đẩy được bạc ra khỏi mút. Rồi quy trình dưới đây. Thảo Nguyên giùm Thảo Nguyên. Viết dạng nào cô? Viết dạng như câu này nè. Viết cái dạng y ông. Dạ. Viết dạng hai cộng. Cộng. A G trừ. Có trừ hả? À. Không. A G kim loại mà A G không à? Rồi. Rồi cân bằng. Cô Z N bên trái là 2. Đây 2. Cái này là điện tích nó là 2 cộng chứ không phải là có 2 nguyên tử kẽm, thành ra phải cân bằng điện tích trước đó. Thôi. Này 2 cộng vô bên đây có 1 cộng à. Thì phải sẽ cho điện tích nó bằng. Đúng rồi, 2 trước AG cộng đến nay 2 cộng nè, 2 cộng nó bằng. Điện tích bằng xong mới cân bằng nguyên tử, số nguyên tử mỗi nguyên tố, vậy đây là mấy AG? Dạ 2AG. Mình sang giải điện quá nè, học giải điện quá xong giải thích cái điện nó dễ hơn nè. Rồi đầu tiên là hướng dẫn cho mấy bạn xác định cái cặp oxy quá khử của một kim loại. À, có nghĩa là kim loại thì nó sẽ nhường electron trong để trở thành ion kim loại. Và ngược lại cái ion kim loại đó nó phải nhận ngay nó trong vô để trở thành lại nguyên tử kim loại nha. Ví dụ như nếu Fe nè, Fe 2 cộng không nhận hai nó trong vô thì trở thành Fe. Còn ví dụ như viết dưới dạng khử, dạng chất khử thì là Fe không, rồi cho đi hai nó trong tạo thành ion Fe 2 cộng vậy. Thì cái cặp mà Fe 2 cộng trên Fe vậy gọi là cặp oxy hóa khử. Mình sẽ viết dạng oxy hóa trước, dạng khử sau. Cái này là dạng oxy hóa nè, này là dạng khử nè, này dạng oxy hóa nè, là Fe 2 cộng nhận 2E vô nên dạng này gọi là dạng oxy hóa. Còn Fe mà cho ra Fe 2 cộng cộng 2E thì gọi là dạng khử. Cái này viết dạng oxy hóa trước, dạng khử sau. Rồi tương tự vậy, không Cu 2 cộng nhận 2E Cu, rồi Cu Cu cho 2E tạo thành Cu 2 cộng đó. Thì mình sẽ có cái cặp oxy hóa khử là cặp Cu 2 cộng trên Cu. Rồi tương tự vậy, mình sẽ có được cặp Ag cộng trên Ag. Nói chung là chú ý viết dạng oxy hóa trước, dạng khử sau nha. Rồi. Vậy thì các nguyên tử kim loại thì sẽ đóng vai trò là chất khử. Nguyên tử kim loại thì đóng vai trò là chất khử. Còn các cái ion kim loại á, thì sẽ đóng vai trò là chất oxy hóa. Rồi. Chất oxy hóa và chất khử của cùng một cái nguyên tố thì tạo nên cặp oxy hóa khử. Ví dụ mình có cặp Ag cộng trên Ag nè, Cu2 cộng trên Cu, rồi Fe2 cộng trên Fe, hay gọi là cặp oxy hóa khử. Rồi. Mình sẽ so sánh tính chất của các cặp oxy hóa khử. Như vậy thì đầu tiên nè, em sẽ so sánh tính chất của hai cặp oxy hóa khử là cặp Cu2 cộng trên Cu và cặp Ag cộng trên Ag, nghĩa là hai cặp nè, cặp Cu2 cộng trên Cu với lại cặp Ag cộng trên Ag. Thì thực nghiệm cho thấy là đồng nè, kim loại đồng nó sẽ tác dụng với dung dịch muối của dung muối bạc á, theo phương trình ion rút gọn như thế này, là kim loại đồng tác dụng với muối bạc thì nghĩ dạng Ag cộng, tạo thành muối mới là Cu2 cộng, kim loại mới là Ag. Rồi như vậy thì mình thấy là cái ion Cu2 cộng nó không oxy hóa được bạc, có nghĩa là đồng á, kim loại đồng thì nó khử được Ag cộng, một tích tức là có ngược lại là Ag cộng nó oxy hóa được đồng, nhưng mà bạc thì lại
CO2 cộng thì lại không oxy hóa được, có nghĩa là mũi tên này chỉ hóa ra một chiều thôi đó, tức là chỉ có cái chiều là CO tác dụng với Ag cộng tạo ra CO2 cộng cộng Ag. Còn khi em làm thí nghiệm ngược lại, nghĩa là ví dụ như em lấy kim loại bạc nè, em cho nó vô CO2 cộng vậy thì nó lại không phản ứng đó. Rồi thành ra là mình nhận xét là cái CO2 cộng này nè có tính oxy hóa yếu hơn Ag cộng, thấy không? Và ngược lại tính khử thì tính khử của đồng nó sẽ mạnh hơn bạc, hay nó khác là bạc nó yếu hơn đồng. Nha. Có nghĩa là nguyên tắc là chất khử mạnh, chất khử mạnh sẽ tác dụng với chất oxy hóa mạnh tạo ra chất khử yếu và chất oxy hóa yếu. Nha. Nhiều đồng là chất khử mạnh nè, Ag là chất khử yếu nè, Ag cộng là chất oxy hóa mạnh nè, CO2 cộng là chất oxy hóa yếu nè. Nha. Rồi vậy thôi. Rồi để xác định tính khử của các kim loại và tính oxy hóa của các ion kim loại, mình sẽ thiết lập một cái pin điện hóa với một điện cực bằng H2 làm điện cực chuẩn, còn lại là kim loại, thì mình tìm được cái giá trị thế điện cực chuẩn. Rồi dựa vào cái giá trị thế điện cực chuẩn nào, mình sẽ sắp cái mức độ hoạt động hóa học của kim loại. Này, cái này hồi đó học rồi nè, phải không? Cái này là hồi đó cái giải hoạt động hóa học của kim loại mình học lớp dưới, là dưới học ít lắm, ở dưới học có mấy cái à, cái giải này nó nhiều hơn nha. Như vậy thì theo chiều cái mũi tên từ trái sang phải thì em thấy cái tính khử nó sẽ giảm dần, đúng không? Tính khử nó sẽ giảm dần. Ví dụ như cái tính khử của maze là chắc chắn phải mạnh hơn tính khử của đồng, đúng không? Còn tính oxy hóa thì tăng dần nha. Ví dụ như hồi nãy mình Ag cộng nè, tính oxy hóa mạnh hơn CO2 cộng nè, Ag cộng đây nè, rồi CO2 cộng đây nè, nên là tính oxy hóa nó sẽ tăng dần, tính khử thì sẽ giảm dần. Rồi, vậy thì học dùng có cái giải này ha, học dùng giải này là giải nó đầy đủ hơn giải hết lớp dưới của mấy bạn á. Rồi, tương tự là một cặp á, ví dụ như K cộng trên K là một cặp oxy hóa khử nè, ô. Z anh 2 cộng trên Z anh là một cặp oxy hóa khử nè. Fe 2 cộng trên Fe là một cặp oxy hóa khử. Còn Fe 3 cộng trên Fe 2 cộng á, thì Fe 3 cộng sẽ là oxy hóa nè. Fe 2 cộng là khử, nghĩa là mình quy ước mình viết oxy hóa trước, khử sau. Rồi, mình sang ý nghĩa của cái giải điện hóa của kim loại. Thì cái giải điện hóa này sẽ cho phép em dự đoán cái chiều của phản ứng giữa hai cặp oxy hóa khử theo quy tắc alpha, là phản ứng giữa hai cặp oxy hóa khử sẽ xảy ra theo chiều mà là chất oxy hóa mạnh nhất sẽ tác dụng với chất khử mạnh nhất để sinh ra chất oxy hóa yếu hơn và chất khử yếu hơn. Rồi. Thì cô hướng dẫn cho bạn xài cái quy tắc alpha vô nè. Có nghĩa là bây giờ người ta hỏi em là người ta có cái hai cặp oxy hóa khử là Fe2+ trên Fe và CO2 cộng trên CO, người ta sẽ hỏi là cái phản ứng xảy ra theo cái chiều nào. Thì bây giờ em sẽ viết hai cái cặp đó theo cái chiều của cái giải của mình luôn. Rồi, có nghĩa là em nhìn vô em thấy cái cặp Fe2 cộng trên Fe nằm đây, đúng không? Rồi CO2 cộng trên CO là nằm bên đây, vậy thì em viết theo đúng cái chiều này luôn. Có nghĩa là em viết Fe2 cộng nè trên Fe trước. Rồi. Rồi CO2 cộng nè trên CO viết sao, thì viết theo đúng cái chiều trên cái mũi tên mình học luôn nha. Rồi em vẽ chữ alpha vô, vẽ chữ alpha biết vẽ không? Được mà hen. Chữ alpha là vẽ vậy nè, dài dài đó. Vậy có nghĩa là CO2 cộng là đi theo cái chiều chữ alpha ngang, còn mẹ này chữ alpha ngược thì hơi bó tay nha. Viết chữ alpha đúng chiều, nghĩa là cái gì đó, viết ngược lên vậy nè, rồi nói sao sai nha. Viết theo cái chiều của dưới nè, thường thường với alpha thì dễ nhầy đúng không, chứ đâu dễ ngược lên vậy ha. Có nghĩa là CO2 cộng là đi theo cái chiều chữ alpha nè, CO2 cộng sẽ tác dụng với Fe tạo thành Fe2 cộng cộng CO, CO2 cộng cộng Fe tạo ra Fe2 cộng cộng CO. Nè, chất khử mạnh nè, chất khử yếu nè, chất oxy hóa mạnh nè, chất oxy hóa yếu nè, nha. Rồi, nói chung là học đúng cái chiều này, rồi viết cái cặp cái đúng thứ tự, đúng thì mình viết chữ alpha thì mình sẽ xét thôi, nha.
cô sáu không làm cả hàng. Vậy bây giờ đâu xét cho cô cái cô cho hai cái cặp ha, cho hai cặp rồi cũng xét cho cô cái chiều phản ứng nha. Cô ví dụ như cô cho cặp L 3 cộng trên L và cái cặp AG 3 cộng trên do AG cộng trên AG, rồi nó xét cái chiều phản ứng giùm cô, đọc cái phản ứng giùm cô ơi. Cái bạn nào ta? Đây gọi ai là ta? Không ghi rồi hả? Thái là giùm Thái. Dạ cô là AG cộng. AG cộng tác dụng với L. Ừ, tác dụng với L. Ra L 3 cộng tác dụng với AG không. Ờ, cộng với AG không. Rồi cân bằng. Đó, cân bằng là ngay chỗ L là 3. AG hay L? Dạ L. L. Ủa lý do thêm 3? Ủa không, lộn cô, AG chứ cô. Đúng rồi, cái bằng điện tích thêm này là 3 cộng này, 1 cộng thêm 3 đây nè. Rồi vậy AG cũng thêm thêm 3. 3, hey, là cái này là đúng chiều chiều alpha của em luôn nè. Cô ghi theo đúng chiều luôn rồi đó, mình chỉ viết chiều alpha vô mà. Thì mình xét thôi, nha. Rồi như vậy giờ tổng quát lên luôn. Tổng quát là cô có cái cặp oxy quốc hưởng là x x cộng trên x và y y cộng trên y. À, rồi cô cho là x x x cộng trên x đứng trước y y cộng trên y luôn. Thì nguyên tắc alpha mình viết sao? Thôi làm gì mới thôi, viết sao hơn? Chị mình viết cặp nào trước nè? Rồi, trên x là viết trước, tại vì đứng trước nè. Rồi, cộng y cộng y cộng trên y. Rồi, viết chỉ cho alpha vô. Đúng không? Vậy. Rồi, quy tắc alpha là đọc cái phương trình thôi. Vậy thì phản ứng nó phải ra em muốn sao không? Nó coi là y cộng y cộng sẽ phản ứng với x. Rồi, tạo ra x cộng cộng với y cân bằng được không? Này x cộng này y cộng như sao cho hai bên nó bằng điện tích. Cái x của mấy bên tay trái mình cân bằng gì vậy? Em cân bằng điện tích trước đó hơn. Ví dụ này x cộng một, này là y cộng, như sao cân bằng sao cho hai bên điện tích nó bằng? Cô ví dụ như bên đây cô có 2 cộng nè, ví dụ bên đây cô có 3 cộng đi, thì làm sao cho hai bên điện tích nó bằng? Em nhân mấy vô? Nhân 3 phần 2. Ủa? Cho phản ứng cụ thể với nào. L tác dụng với Cu 2 cộng đi, rồi tạo thành gì? Tạo thành gì thôi? Vậy thì với cặp AL 3 cộng trên AL, đúng không? Với cặp Cu 2 cộng trên Cu. Rồi, dễ chữ alpha vô. Đọc thử thẩm cho cô rồi. AL 3 cộng. Ừ, AL 3 cộng cộng. Rồi cái cân bằng phương trình này cân bằng sao nè? Đây, bên đây 2 cộng, bên đây 3 cộng nè. Đó. À, ngay CO cân bằng 3. Ờ, 3. Ờ, đây cân bằng. Đây là 6 cộng rồi, như đây cũng 2. Ờ, 6 cộng. Rồi như điền vô, CO là 3. Còn này là 2. Đúng không? Tức là đây 2 cộng, 3 cộng thì là 6 cộng, nó sẽ bằng. Bây giờ đây có x cộng, đây cũng có y cộng, vậy làm sao cho hai bên nó bằng? À, ngay y cộng là cân bằng x. Đúng rồi, ngay y cộng cân bằng x vô. Rồi, ngay x cộng thì cân bằng y. Ờ, y vô, để hai bên điện tích là x nhân y cộng. Rồi, thì cái này sẽ là
Y, còn cái này là Y. Tại em thấy cái đi ơi em thì nó rõ chứ, ví dụ như em vô một cái phản ứng cụ thể, nó có điện tích cụ thể mình công bằng nó dễ hơn. Tại vì ghi tổng quát mà, cho nên là đặt như vậy cho mấy bạn. Rồi, vậy là phần này hen, có nghĩa là cái phần này em học thuộc cái giải hoạt động. Học ngang. Đó, rồi vô người ta cho một cái cặp, rồi em sắp theo đúng cái chiều, rồi em giải với alpha vô thì em xác định thôi. Rồi, cô nói cái này chút xíu. Ví dụ như cô xét cái phản ứng natri tác dụng với COO4 thì sao ha? Xét dụng phản ứng này thôi. Quốc Nguyên, Quốc Nguyên còn học không? Dạ, còn. Còn, rồi, 2 giờ ra học hả? Dạ. Dạ. Rồi, lại nói đi Quốc Nguyên. Anh natri cộng với gì con? COO4 là Quốc Nguyên. COSO4 thì cho CO CO0 cộng cho NaSO4. NaSO4 dài. Phải không? Ừ. Rồi giải thích đi cô, tại dạ. Sao với đồ sản phẩm gì nó cô nghe ơi. Natri mạnh là kim loại mạnh có thể tẩy tẩy đồng ra khỏi dung dịch. Muối. Phải không? Có nghĩa là bạn có nguyên với số cái Na này là cái cặp Na cộng trên Na, phải không? Cái Cu này là Cu2 cộng, rồi mình sẽ xài cái cặp Cu2 cộng trên Cu nè. Thế bạn viết ra, bạn viết cho anh pha vô. Vậy là Cu2 cộng cộng Na, tạo ra Na cộng nè, hay là Na cộng cộng Cu. Vậy phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, các bạn nào có ý kiến khác không? Ủa đúng rồi mà cô. Đúng rồi, không có ý kiến gì hết hả? Rồi, cô nói nè. À, chưa cân bằng hay gì? Chưa cân bằng. Rồi, thì coi coi như là bây giờ xét dựng cô sản phẩm đúng thì rồi cô cho cân bằng. Đúng chưa? Đúng rồi ta. Đúng mà. Cô hỏi nè. À, khoan. NA2, NA gì, NA xuyên L cái gì đó, mấy cộng này mấy gái được chứ NA không được. Bạn mang máng bạn nói là phải có Na gì đó kìa, có nghĩa là natri không có đẩy đồng ra đó. Rồi vậy thì sao mới đúng? Muối cộng với muối. Muối cộng muối tạo ra hai muối mới phải không? Dạ. Vậy thì bây giờ nếu như cô xét natri không thì sao? Thì nó không tác dụng được hả? Không tác dụng luôn, không phản ứng luôn. Dạ. Phải có điều kiện hay gì không? Điều kiện gì? Tây độ. Tây độ à? Nói điều kiện thường luôn đó, còn nhiệt độ gì đâu. Em nhớ là còn tác dụng trước, cái đó là tác dụng với nước trước mà cô. Đúng rồi. Đúng rồi đó, bạn hai nói đúng rồi đó. Có nghĩa là đối với những cái kim loại mà gọi là kim loại tác dụng được với nước á, tức là li ti tới đâu ta, tới đây nè. Hen. Thì khi em cho nó vô dung dịch muối nó không có phản ứng theo hướng như thế này đâu, mà là nó à nó kim loại kiềm. Đúng rồi. Nó là kim loại kiềm là nhào vô nó gặp nước là nó phản ứng liền, chứ không có tới được cái lúc mà đẩy đồng ra đâu. Cho nên là đi theo một cái hướng khác, đó là cái hướng mà kim loại nó sẽ tác dụng với nước trước. Tại trong dung dịch luôn luôn có dung môi là nước mà. Ha, nghĩa là nó không đi theo cái hướng này. Rồi lưu ý cho đó dùm cô nha. Nhưng mà đầu tiên natri sẽ vô tác dụng với nước trước, rồi đầu sản phẩm cho cô mới thấy. Dạ nào ha. Ừ. Với H2 1 phần 2 rồi cái sau đó cái dung dịch này tạo thành nè, nó mới phản ứng với gì? Với CO4. CO4 tạo ra Na2O4. Cộng với COH2. COH2 rồi vậy thì nếu tóm lại gom hai phương trình lại luôn thì là natri vô COH4 rồi cộng nước nó ra gì? Thấy cộng lại thấy. Dạ, trái nước. Cộng sản phẩm không? Ra gì? Dạ lộn COOH2. Rồi cộng. Dạ 2O4. Cộng gì nữa? Với nào H dư. Vô gì vô cô dân hai vế lên cho hai. Cộng vế theo vế mất nào hết rồi. Vậy đúng rồi, vậy là còn H2 cô. Còn H2. Cân bằng là 2 natri
hai nước. Rồi bạn ơi. Cho nên là lưu ý dùm cô, nếu kim loại mà tác dụng dung dịch muối á, hoặc là kim loại, nói chung là kim loại tác dụng với nước ở điều bình thường á, là sẽ xảy ra theo hướng này. Chứ không có đẩy kim loại đứng sau, nói chung là không phải hướng theo hướng kim loại đứng trước đẩy kim loại đứng sau ra khỏi muối á. Hiện tượng mà là khu được kết tổ và giải phóng khí hydro chứ không có khu được kim loại đồng nha. Rồi để ý cái này. Rồi xong hen. Nghĩa là cái dương này nhiều lắm, cái dương này nó còn một phần nữa, nhưng mà cô thì cô cắt ra. Rồi cô cắt ra bữa nay nhiêu đây. Nha, rồi làm bài tập rồi bữa sau rồi tiếp, chứ dồn nhiều quá không có nổi, các bạn sẽ không có lớp nữa đâu. Rồi giờ làm bài tập của phần này. Con không đi. Rồi bay Quốc Nguyên. Có gì nữa làm bài tập này nha Quốc Nguyên. Đi rồi hả? Rồi, nhỏ cái nghe cô. Sao? Là cái nào hắt hồi nãy cho dù nó nhiều bao nhiêu thì nó cũng chuyển thành cái hai cái phía sau cô. Nhiều bao nhiêu? Đúng rồi, thì sao vẫn đó, cái hai cái sản phẩm tạo thành rồi còn lại hắt dư, nếu dư ngoài nào hắt dư. À vậy là nếu mà người ta cho nào hắt dư là còn dư. Đúng rồi, là có đoạn hắt dư trong cái dung dịch tạo thành á. Dạ dạ. Rồi tới ai ta? Mày gọi tới ai rồi? Nguyên ở Thế Văn làm dùm câu này cho Thế Văn. Dạ cô. Dạ đốt Al trong khí calo thì cái chất đắng tăng lên là 4,26 đó là calo. Đúng rồi. Khối lượng chất rắn tăng chính là khối lượng của khí calo tham gia phản ứng á. Mà mình sẽ tính được số mol của Cl2 là bằng 0,06. 0,06 rồi. Ở tầng E hay là dưới phương trình? Dạ, dưới phương trình. Dưới phương trình hả? Rồi, Al cộng Cl2 đâu ra? Al Cl3. Rồi cân bằng lên. 2,32. Vậy thì nguyên hóa là 0,06. Cái này là 0,04. Rồi, tính khối lượng. Nhôm là 27, nhưng nguyên tử khối là 27. Là 1,08 là câu A. Rồi, bạn Thế Văn có thể giải thích tại sao em biết khối lượng chất rắn trong bình tay là khối lượng của calo không? Dạ thưa cô, là tại em biết là hai cái đó nó tác dụng với nhau và lúc đầu calo là chất khí, còn Al là chất rắn. Lúc sau AlCl3 là chất rắn. Cho nên lượng tăng lên là bao nhiêu khí calo nó tác dụng. Đúng rồi, cái lượng tăng lên chính là cái lượng calo đã phản ứng. Vì này, trước phản ứng chất rắn của em là nhôm, phải không? Sau phản ứng chất rắn của em là AlCl3. Thì nếu như em lấy khối lượng sau, chất rắn sau em trừ cho khối lượng chất rắn trước, nó chính là khối lượng của calo đó, bảo toàn khối lượng đó. Hình như khối lượng chất rắn tăng chính là khối lượng của khí calo tham gia phản ứng nha. Rồi giải quyết được cái chỗ này thì là bình thường. Chỗ này mấy bạn có thể bảo toàn E cũng được. Mình hỏi với phương trình, đâu bảo toàn E hưởng trừ cô với Phước Anh. Với bảo toàn E thì sao Phước Anh? Môn nhôm nhôm. Này. Dạ. Bảo toàn E, bảo toàn E nó trống, bảo toàn môn E. Nhân 2 á. Nhôm cho mấy E. Nhân 3. Rồi. Chất oxy hóa là clo nè, clo nhận mấy? Vậy clo nhân 1. Nhân mấy? Nè, một clo, một nguyên tử clo không, phải không? Nhận 1. Mà tạo ra một nguyên tử clo trừ 1, đúng không? Mà em đang thiếu clo mà. Clo là Cl2, nó nhận tới.
hai tới hai học nhân hai lên rồi cũng tính được môn của do nữa thì lấy môn còn lo nhân hai chia ba này em thấy cũng nhân hai chia ba nè khỏi cũng trên rồi thôi cũng được cái nào mấy bạn cảm thấy mấy bạn tị như mấy bạn cứ làm cái đó ha rồi cô nghe không cái phương cái gì cái bảo tàng e á cô cái phương trình đó khó hiểu bảo tàng e hả có nghĩa là mình lấy có nghĩa là tổng môn tách ra đúng không bằng tổng môn e nhọn tại vì cô ghi một hàng chứ viết quá trình ra thì nó sẽ dễ nhìn hơn nghĩa là nhôm không nè ôm sao phản ứng là nhôm tăng lên cộng 3 nè là cho 3 e nè e này là quá trình oxy hóa nè rồi còn CL của em là CL không không nhận vậy thì nhận hai luôn nhận hai e cho ra hai CL trừ một em có mol cờ lo là 0.06 thì mol e nhận nè sẽ là 0.12 đúng không mà mình học oxy hóa khử thì tổng mol e cho bằng tổng mol e nhận cho nên là e nhận 0.12 thì e cho cũng là 0.12 đem này nè lên đây suy qua lại cho nhôm nhân 1 chia 3 là 0.04 nè có nghĩa là cô lấy mol nhôm nè mol nhôm nhân 3 là cái khúc này nè là cái khúc e cho nè rồi mol cờ lo nhân 2 là cái chỗ mol e nhận nè rồi mol e cho bằng mol e nhận đó nếu mà ví dụ như nếu như không viết được liền một hàng gì nè mình ghi từ quá trình đi nãy không nghe bạn Thái tính hỏi cô gì ạ thì em hỏi tách cái đó ra cô à cứ như là ghi một hàng gì chưa có lắp kẹp không thể ghi từ từ gì được không rồi ghi hai hàng thì được ghi hai hàng rồi thì thật ra cái này là đi từ cái này nè nghĩa là khi mình ghi từ từ thì mình ghi một hàng đó ghi không ấy thì mình cứ ghi từ từ để mình xác định ngay cho em nhận cho nó đúng rồi được chứ hơn cô coi cái số mà em cho em nhận là theo cái gì cô sao số oxy quá ví dụ như nhôm trước phản ứng là nhôm không nè sao vẫn nhôm tăng lên cộng 3 thì nó phải cho 3 nó trong xác định số oxy hóa trên phương trình á rồi mình xác định e cho e nhận rồi được chưa các bạn nào có ý kiến gì nữa không mấy bạn 12 rồi cô nghĩ là mấy bạn cố gắng bạn viết các cái quá trình này ra nè mấy bạn chưa một hàng được thì mấy bạn viết từ từ ra này nó phải hơn mình viết phương trình đó nha tại vì có những cái bài nó phức tạp lắm mình viết phương trình sẽ mất nhiều thời gian tại vì đã viết phương trình là phải cân bằng nó mất thời gian hơn so với việc em viết quá trình ra cô sao chắc mà ăn là sang là ba là chỗ a trừ hai hay trừ một sao thôi chỗ nào thôi cái chỗ mà cái phương trình cho nó con đúng rồi a sen l ba là mình số oxy hóa của nó là nhiêu a l sen l ba như vậy không dạ nhôm là nhôm trong hợp chất là nó chỉ có cộng 3 thôi nên mình tính lại cho cờ lo là cờ lo trừ 1 đúng không hoặc là trong múa cờ lo rua trong cái múa cờ lo rua nha thì cờ lo luôn là trừ 1 ví dụ như nồi a sen l là NA cộng 1 CL trừ 1 nè rồi ví dụ như MG CL2 là cỡ lo trừ 1 MG cộng 2 nè FE CL2 là cỡ lo trừ 1 FE cộng 2 nói chung là trong muối cỡ lo rua muối cỡ lo rua của kim loại là cỡ lo sẽ là trừ 1 còn kim loại thì mình tới theo cỡ lo cũng được hoặc là những cái mà nó chỉ có một mức oxy hóa thì mình tính thẳng luôn hỏi thông qua cỡ lo luôn cũng được rồi được chưa nhóm rồi được hen rồi một e rồi câu hai tới Phúc Anh hả Phúc Anh là dùng câu hai Phúc Anh dạ là bảo toàn khối lượng cô bảo toàn khối lượng rồi khối lượng của kim loại là bằng khối lượng của
là lấy 2,12 trừ cho 32 nhân cho 0,9 trừ 0,865. Rồi làm từ rồi cho mấy bạn đã nghĩ là mình đang có hỗn hợp kim loại, đúng không? Tác dụng có gì? Với oxy. Ha. Thì nó tạo ra gì? Oxit. Tạo ra hỗn hợp oxit, tức là hỗn hợp oxit tức là chất rắn trong bình á. Nghĩa là cái chất rắn trong bình à. Rồi cộng oxy còn dư nè, đúng không? Thì bên đây ghi là cộng oxy dư đi. Có nghĩa là sản phẩm của em á, sản phẩm của em chỉ có oxit thôi, chỉ có chất rắn thôi. Nhưng mà để nó nói là oxy trong bình cầu, cái này là oxy dư nè. Rồi sao nữa? Phước Anh. Dạ là mình bảo toàn khối lượng. À bảo toàn khối lượng, hỗn hợp kim loại là m gam. Rồi khối lượng oxy phản ứng là bao nhiêu? À, dạ là lấy 0,9 trừ cho 0,865. Ồ, 0,865. Nghĩa là cái lượng phản ứng là cái lượng ban đầu nè, trừ cho cái lượng mà còn lại, nghĩa là cái lượng phản ứng. Rồi nhân cho m lớn là 32. Rồi bằng thì cộng ha. Bằng với khối lượng của chất rắn trong bình là 2,12. Em tìm là m thôi. Dạ, m bằng 1. 1. Rồi với câu D. Rồi, được khi mình lại bảo toàn khối lượng là ra rồi. Chứ đừng viết phương trình nha. Viết phương trình ra là giải được không? Viết phương trình giải được không ta? Đâu được, đâu đủ dữ kiện. Phải không? Mình có tới 3 phương trình. 3 phương trình mà trong khi đó đâu có biết cái nào trừ nào ra nhiêu luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là không có đủ, bây giờ em đặt ẩn vô cũng không đủ nữa. Nếu ẩn thì tới 3 ẩn, mà lập phương trình thì được có 2 cái. Cho nên vậy này chắc chắn là phải bảo toàn khối lượng. Em viết phương trình là nó không có cơ sở để thế vô, không đủ dữ kiện ha. Rồi, được hen. 2D. Tiếp câu 3. Các bạn Phúc hả Phúc? Đâu biết cô, đâu biết tới ai đâu. Đây Phúc ạ. Dạ. À, 2 NAL bằng 3 N bằng 6 á coi. Không, 6. Đúng rồi. 2 NAL bằng 3 N. Ôi, 3 NAL, 2 NAL bằng 3 NO2. Em đang gì, bảo toàn E hay gì? Bảo toàn E cô. Bảo toàn E hả? Bảo toàn E từ từ nè, mon nhôm là mấy nhân mấy? Khoan, cái này là 6 hay là 2 ta? Nhôm là cho mấy E? Nói đi. 3 E. Ờ, vậy thì mon nhôm nhân 3. Vậy là cái kia 6 E lận. Vậy là mon của nhôm nhân 3, còn mon oxy. 2. Oxy cho 2 mà 2, 2 là 4. Ờ, vậy là 4 N. 4 N của O2. 4 N O2. Rồi. Nghĩa là bạn đi là 6,72 như là 0,3 á rồi. Rồi đó, mô đây mình đi. Cô ghi cho mấy bạn cái quá trình ra để mấy bạn kẹp. 0,3 như là 0,3 x 3 là 0,9. 0,9 chia cho 4 là không bỏ, nó không nhẩm nữa đâu. Vậy là như này là nhiêu? 0,225 cô. 0,225. Rồi. Chính xác nha. Ủa, cái khối lượng nhôm bây giờ mình có nhiêu đây, mình tính được khối lượng nhôm rồi mà ta. Đọc đề với đàng hoàng cho cô coi. À, nhôm có khi còn dư, đúng rồi, nhôm có khi dư nữa. Ủa, cô ra đâu có ra 0,225 đâu. Một. Con nhập. Cô lấy 6,72, cô chia 22,4, cô nhân 4. 0,45 cô. 0,4 à. 0,45. 0,4 à. Ủa? Trời đất ơi. 0,3 mà cô. 0,7. 0,3 nhân 3 chia 4. Nhân 4. Chia 3 chứ. Nè, em thấy mon oxy cho con. Trời ơi. Thấy mon như cũng sai nữa hả? 0,3.
Vậy là 4 nhân 0,3 chia 3. Đó. Sao? Ủa, người ta cho mono 2 mà cô. Người ta cho mono 2 thì cô thấy cho mono 2 nè. Không chịu được. À ok. Cái này tìm ít mà con có nghĩ là giết Phương Trình chứ con nhân bên chia ngược lại con. Nè, bây giờ bảo toàn e là bảo toàn e. Hiểu rồi con, toàn hiểu rồi. Cái này là như cái tìm ít vậy á. Lộn tí. Không có đảo, rồi, không có bảo toàn cái số. Rồi. Vậy là nhân mẫu với oxy, rồi sao nữa? À, với Phương Trình đó, với cái HCL. Ừ, vậy thì nhôm nó dùng HCL, vậy bảo toàn E cho nhôm HCL được không? AL với NHCL là vẫn là 3, 3 N. Rồi. Còn kia hero, là nhưng mấy? 1 thôi. Nhưng mấy? Hero là 2, CL là 2 luôn hả? Cái quá trình đó là gì? Nhôm không? Nên nhôm cộng 3 là cho 3, đúng không? Còn cái quá trình khử là gì? H cộng CL trừ. CL trừ đâu có thay đổi đâu mà đem CL trừ vô cho cực ạ. CL ở đâu có thay đổi, mình chỉ tập trung những cái thay đổi thôi. H cộng 1 xuống H không là nhận mấy? 2. Nhận 2. 1, đúng rồi, 2. Tại vì H2 thì nhận 2. Vậy 6,72 là 6,72 là gì? 0,3 à? 0,3 luôn. 0,3 nhân qua 0,9 là 0,4. 0,2. Ừ, 0,2. Vậy tổng môn nhôm là 0,... 0,6. Rồi nhân 0,7 lên. 14,4. Rồi, 14. Ủa? Nhiều. 14,4 cô. 0,6 nhân 0,7. 16,2. Trời, hỏi. Ủa sao kì? 0,6 nhân 27. 16,2 đúng rồi cô B cô. Nó động gì vậy? Tại con nhầm. Rồi. Ừ, hen, còn các bạn thấy thì các bạn cứ thấy từ từ hen cùng với quá trình với mấy bạn này nè. Các bạn thấy mon nhôm. Ủa xin lỗi, bạn thấy mon oxy. Dày, bạn xin qua đây. Bạn đem này bạn đi lên đây. Xin qua đây. Hen, thấy như hồi nãy giờ mình thấy không? Hồi lẹo quá cô. Sao? Từ từ cô. Lẹo quá hả? Rồi có khúc nào bị dướng chung khúc nào không? Dạ cô. Rồi cô nghe. Cái đó khúc mà xuống dưới mà tác dụng với lại HCL đó là mình lấy lại là chất rắn thu được sao phản ứng thì mình vẫn lấy AL0 ra AL cộng 3 chứ. Hả cô? AL0 đúng rồi, vô HCL nó mới ra được khí hydro. Còn nếu như sản phẩm của mình chỉ có AL2O3 thì nó đâu có ra được khí hydro. Tại vì con không nghĩ là ở trên là khúc đầu là nó tác dụng với lại O2 rồi là nó ra AL cộng 3 á, là mình không lấy cái đó mình làm tiếp nhưng mà mình quay lại AL0 đúng không cô? Có nghĩa là cái chất rắn thu được của em mặc nè, cái chất rắn thu được nè. Nó sẽ là nhôm oxit, phải không? Nhôm oxit, nhôm gì nè. Và nhôm dư. Tức là cái nhôm mà còn dư lại sao phản ứng á. Ha. Được không? Rồi mới lấy cái chất rắn thu được là cái AL2O3 này nè với cái nhôm dư. Rồi vô HCL thì AL2O3 nó cũng phản ứng á, nhưng mà tại vì nó không giải phóng khí hydro nên là cô bỏ nó qua một bên, cô không xét nó. Cô xét cái phần nhôm dư. Vậy thì cái nhôm ban đầu mà em đem đi đốt á, nó sẽ là cái lượng nhôm phản ứng với oxy và lượng nhôm còn dư. Được không? Được không Thảo Nguyên? Dạ được. Chứ người ta không có nói là cái nhôm với oxy là phản ứng vừa đủ. Tại vì nếu như phản ứng vừa đủ rồi thì từ oxy mình suy qua luôn, mình đâu cần phải xét khúc sau nữa. Thấy không? Có nghĩa là cái nhôm này là cái nhôm này cô xét là cái nhôm sau khi còn dư, sau khi phản ứng với oxy, chứ không phải là lấy cái nhôm ban đầu đi tác dụng với HCL, được không? Tại vì nó lấy chất rắn thu được, chứ không phải lấy cái lượng nhôm ban đầu. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì câu này nữa không?
Không mắc thầy hỏi nha. Thì đầu tiên câu 3 là câu B 16-2. Câu 4 rồi tới không? Thảo Huy này, cô Thảo Huy. Một nhóm 2A là có heo ngoài cùng đúng không cô? Đúng rồi, heo lúc ngoài cùng thì nó sẽ thể hiện quá trình mấy cái tác dụng HCL. Đúng rồi, đúng rồi. Cô đặt kim loại là R đi ha, thì R tác dụng với HCL tạo thành gì? RCL2. Rồi cân bằng lên. Rồi phương trình xong. Muối là RCL2. Ừ, đúng rồi. Tham số hả cô? Tham số. Được. Nó nghĩa là em này là gì đây? M lớn của R, đúng không? Bên đây là MR cộng 71. Dạ. Oh, 35-52 là 71. Rồi này là hai cái M lớn. Này là 2 gam. Rồi cái này là 5.5 gam. Rồi mình lập tỉ suất lên. Số lên bằng rồi tìm R, MR. Đây là 40. 40, rồi chị chọn là C. Ừ, canxi nha. Dạ. Ok. Có bạn nào có cách khác không? Các bạn nào có bạn làm đúng rồi, nhưng hỏi là các bạn nào có làm cách khác không? Cách này nhanh nhất rồi mà cô. Nhanh nhất rồi. Có cách khác không? Cô không có hỏi nhanh nhất hay chậm nhất rồi, cô hỏi là có cách khác không? Là không có cách khác không? Nhiều cách lắm. Báo toàn nghe được nè, biết quá trị rồi, báo toàn nghe được rồi. Báo toàn nghe nhưng mà kể cái mol hero. Em báo toàn nghe thì sẽ là mol của R nhân 2. Quá trị 2 thì cho 2 e. À đúng rồi, mình không mình không biết là cái mol hero là nó dạ, hay đơn giản luôn nè. Mol hero tìm được, mình sẽ tìm được mol hero dựa vào khối lượng muối. Có học công thức tính nhưng thì mà ta. Em mà muối clorua thì bằng gì? Có công thức tính đó các bạn nào, có công thức tính không? Bằng M kim loại. Công thức tính nhanh đó luôn. Ừ, công thức tính nhanh đó. Cộng cho 71. 39 hay 71 gì á? 71. Ê, đúng rồi. Ok. Chia cho bao nhiêu á? Như mol hero. Đó, M muối clorua sẽ bằng M kim loại. Không cần biết là kim loại quá trị mấy luôn. Cứ hả kim loại mà tác dụng HCL á thì muối clorua sẽ là khối lượng kim loại cộng cho 71 mol hero. Vậy là từ đây em sẽ tìm ra được mol hero nè, đúng không? Có mol hero thấy qua đây là tìm mol R nè. Có M nhỏ, có mol tìm được M lớn. Cũng đây trang vậy đó. Học công thức này nha. Mấy bạn học thuộc dùm cô công thức này để làm trắc nghiệm nha. Có nghĩa là cái dạng mà cái tính khối lượng muối là mình áp dụng vô là M kim loại đề cho. Mol hero thì đề có thể cho hoặc không cho thì cho thể tích. Em áp dụng em tính liền luôn, khỏi phải ngồi với phương trình lâu lắm. Rồi, được ha. Không sai. Rồi, câu 5. Rồi, làm câu 5 dùm coi bạn ngon. Thơ thì cô thơ. Thơ ơi. Dạ. Rồi làm câu 5 dùm cô.
múa các monad của một kim loại quá trị 2 thì cái công thức múa là gì? Cô gì cô gọi kim loại là R đi. Thì múa các monad nó có dạng là gì? RCO3. RCO3. Đúng rồi. Rồi, nhiệt phân nó ra gì nè? R phẩy. Ủa sao có phẩy nữa hả? Ủa? Rồ. Oxy cộng CO2. CO2. Rồi đó, phương trình xong rồi đó. Nó tính là mình làm giống nãy rồi. Đúng rồi, làm giống nãy cũng được nữa. Cái này là MR cộng 60 nè. Cái RO là MR cộng 16. Này là 3,5 gram. Này là 1,96 gram. Rồi em lập tỷ lệ là em tìm MR luôn. Dạ 40. Rồi vậy thì kim loại là 40, vậy là kim loại là CaCO3. Rồi vậy muối là CaCO3 nha. Rồi. Rồi 5D. Ủa vậy nãy chưa gọi Thái hả Thái? Nãy mới gọi Thái Huy rồi phải không? Đúng rồi cô. Quên bạn Thái rồi. Thôi vậy làm con sáu thôi. Dạ cô là và nước để tan dịch 2,5 gram kim loại hòa tan là đặt cái kim loại đó là ít thì con. Rồi. Tác dụng với HCl. H2O. H2O tước. Ra được là XOH. Kiềm thì chắc quá trị 1 rồi đúng rồi. Đúng rồi, kiềm quá trị 1 cũng có tính hỏi đó. Kiềm quá trị 1 đó. Rồi cộng. Đó, cộng với H2. Cân bằng. Rồi. Rồi giờ là cho nó tác dụng với HCl. Lấy cái gì tác dụng với HCl? Cái XOH. XOH với HCl phù hợp rồi để ghi gọn mình ghi dạng ghi âm. Như lấy OH trừ nè. OH trừ của cái dung dịch nè. Tác dụng với H cộng của cái axit không? Tạo ra. Đó, tạo ra là H2O. Rồi cái gì cho nó gọn, bây giờ mình ghi cũng không có quan trọng gì. Rồi xử lý cho HCl. Còn là bằng 0,915. Đó là cái gì? 9125 là cái đó là cái gì? Khối lượng. Không, như bấm tan. 3,65% của 25 gram là 0,9125 gram. 0,915 cô. Ủa cô ra sao? Cô ra 25 mà 9125 à? Ủa? 3,65. 9125 lộn tập hiếu số. Yeah. Rồi đưa về mol đi hả? Vậy là 0, phải... ủa. À, lộn. Vậy là 0,025. 0,025. Rồi vậy mol H cộng là như thế. Đó, mol H cộng là 0,025 luôn. 0,025 luôn ha. Vì 1 H xin lời cho ra 1 H cộng. Rồi vậy OH trừ là? Đó, 0,025. Rồi, quăng cái này qua đây, 0,025. Vì mol X là? Vậy là 0,0
0,5. Rồi, tìm gì nữa thôi. Một ít hả? À, vậy tìm mà lớn rồi cô. Đúng rồi, vậy tìm mà lớn ý. Nhiều. Là bằng 23 à? Rồi, kết luận ít là? Nên trì. Ồ, nên trì. Rồi, ví dụ như cái này hay cho kèm, ví dụ cho kim là quá trị 2 thì cái này mình sẽ ghi là x OH tất cả hai lần nha. Rồi, thôi. Ví dụ như thay vì cô dùng HCL của Trung Hòa thì cô dùng H2O4 của Trung Hòa cũng được. Nó có nhiều kiểu lắm. Nhưng đại khái là đi tìm kim loại á. Tìm kim loại. Ừ. Rồi, 6C. Đừng hiên, các bạn nào có thắc mắc gì không? Bạn nào thắc mắc gì hỏi hiên. Mày gì đồ khen của sao bạn hiên. Rồi câu 7. Rồi tới bạn Thế Văn đi. Thế Văn. Dạ cô. Lượng khí còn lo sinh ra khi cho tác dụng khi cho dung dịch HCl đặc dư tác dụng với MnO2 đã oxy hóa kim loại M thuộc nhóm 2A tạo ra 76 gam muối khan. Kim loại M là chị thấy được cái hướng phản ứng chưa, cái phản ứng chưa, là đầu tiên cái gì tác dụng với cái gì? HCl tác dụng với MnO2. Đúng rồi, cho axit HCl đặc nè tác dụng với MnO2 để tạo ra khí clo. Nhớ phản ứng này không? Nó gì? Điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm á. Không? Không. Trong quên đúng không? Ừ, MnCl2 nuốt. Rồi câu mặt cho cô ơi. À, ở HCl là 4. Nga H2O là 2. Rồi, xong rồi lấy cái khí clo này nè. Tác dụng với kim loại M tạo ra muối. Rồi, vậy muối là muối gì? Muối clo. MCl mấy? MCl2. 2. Ừ, tại sao biết Cl2? Tại vì nó quá trị 2, M quá trị 2. Đúng rồi, M quá trị 2. Rồi, điện môn lên thôi. Chỗ này. Mình ra thuộc nguyên tử khó không ạ? Mình ra 30 mấy hơn. 15. Ôi, sao số môn nữa. Ở số mol nó là 0,1. 0,1 hả? Rồi. Thì xi quang CL2 không? Cũng 0,1. Rồi đem xuống đây hả? 0,1. Thì xi quang nào? Xi quang được cho mấy kia cũng 0,1 nha cô. Cái quả cũng 0,1. Rồi. Rồi lấy 7,6 trừ cho 0,1 nhân cho 71. Này có nghĩa là bạn tính lại khối lượng của M, bạn tính lại khối lượng của kim loại. Bạn bảo toàn khối lượng phản ứng này nè. Khối lượng kim loại sẽ là khối lượng của muối cloro, đúng không? Trừ cho khối lượng của khí clo đã phản ứng. Thì là 7,6 trừ cho 71. Rồi bao nhiêu gam? 0,5 kỳ. Sao nó 0,5 kìa? 0,5. Nó
sai đâu không? Thôi em đổi cái môn bị sai, bạn đổi cái môn em Anu 2 bị sai. 6796 em Anh là 55, cô đổi môn đó không phải 08 à? Con kiểm tra lại rồi. Chỗ môn của em à, anh... này. Hả? Anh nói ghi lộn 35 thôi, không phải 08 à. Ờ. Sửa lại ha, 708. Rồi sửa lại thôi. Chị có được ra bao nhiêu ở cái gì? 1,92. Chị phải 6 trừ 07 08 nhân 71. Ủa trời, 70. Ủa 70, 71 5, 7, 5, 5, 2. Ủa 71 đúng rồi mà. 07, 08 nhân 71. Mấy số liệu bị sai. 1,92. Rồi 1,92 tìm em mà lớn đi. Thế vậy cái M lớn của em M sẽ bằng 1,92 chia 0,08 là 24 là ma C. Ồ, 24 1 là ma C B. Rồi cho nên cái dạng này mấy bạn để ý em, có nghĩa là thay vì người ta cho sẵn là M tác dụng với bao nhiêu gam hoặc là bao nhiêu lít khí cờ lo, nó sẽ cho thông qua cái dạng là em phải biết cái phương trình điều chế cái khí đó. Ví dụ như khí cờ lo nè, thường nhận biết là khí cờ lo hoặc là khí oxy. Rồi khí oxy thì nhiệt phân cao NO4 hoặc là nhiệt phân cao CLO3 rồi đó. Cho nên học thêm phụ biết cái phương trình phụ thêm vô. Mình học rõ chưa? Tại vì nhiều khi lâu quá mình không xài cái mình bị quên. Rồi ha. 7B. Còn câu 8. Rồi tới bạn Phước Anh hả? Phước Anh là gì Phước Anh? À dạ là mình chiếc phương trình ra đi. Phương trình phải không? Rồi kim loại là gì? Dạ gọi là M. M rồi, dấu H2SO4 loãng. Rồi đọc chia ra là M. MSO4. Biết có điện chưa? M2SO4. Ờ M2SO4 tất cả. X N. Ờ X lần N lần quá trị á. Rồi cộng. Cộng H2O. Chị có ôn nữa hả? Ôi cộng H2 à cô. Cộng H2 à. Rồi cân bằng. NH2 hết rồi buông. Rồi những cái hero là N. N luôn. Rồi anh nói ta dạ là khối lượng muối bằng khối lượng kim loại cộng cho khối lượng của cái góc ấy, cái góc ớt đồ buông. Ừ, đúng rồi, trời. Khối lượng của muối sẽ bằng khối lượng của kim loại cộng cho khối lượng của cái góc ớt đồ buông hay trừ. Rồi, đồng ý. Rồi sao nữa? Dạ, mình suy ra cái khối lượng của cái góc đó là bằng 6,4 trừ cho... trừ khối lượng của kim loại. Ừ, là được cho cô rồi, lấy 6,84 trừ cho 2,52 nó ra nhiều. Là 4,32. 4,32. Rồi đổi gì môn luôn. Dạ là bằng 0,045. 0,045. Rồi. Rồi suy ra gì nữa? Đi ra gì nữa? Vậy là sao đây em tìm kim loại, em tìm kim loại em phải tìm M lớn của nó đó.
M lớn của M thì nó bằng khối lượng chia cho số mol. Còn khối lượng này để cho rồi, bây giờ em làm sao em giải quyết cái mol của kim loại á là sẽ được. Thì từ cái mình chia ra số mol em nó trao đổi. Mol em trao đổi. Từ Euro 42 trừ sao si ra men mol em trao đổi đúng không rồi? Đây. Em có mol này em thấy ra đi. Nè, cái chỗ Euro 42 trừ chính là mol của axit chứ gì? Không, không phải 0.45. Rồi em si qua mol kim loại luôn. Chia là 0.9. Ờ, 0.7. 0.09. 0.9 chia cho N. Phải không? Dạ. Rồi. Rồi à mình M lớn bằng 2.52 chia cho 0.09 N. Rồi. Rồi bằng 28N. Ừ, 28N. Rồi khi nào mình bằng mấy độ? N bằng 1 thì là bằng 28. Ờ, 1, 2, 3. Ờ. 28 bằng 2 thì là? 56. Bằng 3. 84. Rồi, vậy chọn cặp. Dạ, 2 với 56. Rồi, chọn cặp này nè. Rồi, chọn kim loại là? Sắt. Sắt, ừ. Thấy không? Vậy là cái vậy là tìm kim loại mà chưa biết quá trị. Như vậy thì cái M lớn của nó sẽ tính theo quá trị. Rồi mình lập bảng, mình cho quá trị kim loại là 1, 2, 3. Mình tìm M lớn, nó sẽ có một cặp. Cô ơi, sao mình biết chọn cái hai con? Mình chọn cái 2 đúng không? Rồi, vì mình giả sử kim loại thì chỉ có 3 quá trị là 1, 2, 3. Thì nếu như mình đã tính M lớn theo quá trị thì cái cặp nó phải phù hợp. Ví dụ như em cho N bằng 1 thì M lớn là 28. Cái mình nhớ lại những cái kim loại quá trị 1 của mình á, đâu có cái nào là 28. Phải không? Quá trị 1 thì có Li-ti, có Natri, có Kali, có Rubidi, có Ceci đó. Không có cái nào là 28 hết. Ồ, cái này thì giá trị nguyên tử khối thì đề cho. Vì mình làm đề thi thì đề luôn luôn cho nguyên tử khối. Vì em không nhớ thì em làm xong 28 nè. Cái em tra cái giá trị nguyên tử khối của những cái kim loại quá trị 1 á, cái này 28 không mà không có cái này 28 hết, cho nên là loại. Rồi cái xét tiếp, quá trị 2 56 thì có sắt. Vì sắt mình có hai quá trị là 2 với 3, nhưng mà khi tác dụng axit loãng thì nó chỉ thể hiện quá trị 2 thôi. Nên là cặp này là thấy hợp lý nè. Còn 3 là 84, mà kim loại quá trị 3 mà tác dụng H24 loãng thì có nhôm thôi. Ờ, nhôm là 27, cho nên là... Ủa cái 0.09 đâu kìa con? Nè, từ 0.045 chi qua em. Nè, 0.045 nhân 2 chia N. Nè, mol Euro 42 trừ là mol của H24 á. Điện lên. Dạ, hiểu rồi con. Ừ. Nó thường nó có một cặp à, tại vì trách nhiệm mà. Cho nên là nó sẽ có một cặp hợp lý. Thì em chọn. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Rồi, vậy đầu tiên. Ủa, thôi cô cho công thức tính khối lượng muối luôn nè đó. Công thức tính khối lượng muối sinh phát nè. M muối sinh phát đã là trong M muối cloro rồi phải không? M muối sinh phát sẽ là M kim loại cộng cho 96 nhân cho mol hydro. 96 là năm sinh của cô á, mấy bạn có nhớ gì mấy ha? Rồi. Cho nên cái này nè, cái này em có thể làm cách này cũng được nè lớp. Có nghĩa là em thấy em mở muối sinh phát vô, em thấy em mở kim loại vô thì em sẽ tính được mol hydro. Thấy không? Xài công thức này nè, tính được mol hydro. Rồi có mol hydro thế lên đây là 0.045. Cái em cũng si qua em mở nữa. Tức là thay vì mình si từ mol axit đó, mình sẽ si từ mol hydro cũng được nữa. Các bạn làm trắc nghiệm mà, cho nên các bạn áp dụng công thức các bạn tính nhanh. Tại vì đâu có quá trình, đâu có làm tự luận, đâu có chấm từ bước đâu. Thay miễn có kết quả đúng thôi. Mấy công thức này nó cũng gọn, nó cũng dễ nhớ nữa. Cho nên là cái nào học công thức được thì học làm cho nhanh nè. Rồi, câu 8D. Rồi cô soạn bài tập nhiều lắm nè, bài tập cô soạn tới gần 40 câu, 38 câu.
cho nên là mấy bạn ở nhà mấy bạn làm trước giùm cô nha. Ai không làm trước giùm ơi, cho cô sửa cho nhanh. Rồi sửa xong bài tập này thì mình mới đi tiếp nội dung mới. Hen. Từ từ đi, nói chung là hết nội dung này, còn nội dung nữa là hết chương thì cũng ôn thi rồi. Rồi ha. Cô gửi file lên cho mấy bạn nha, làm cô cũng sao tiếp.